Hi, xin chào các bạn, quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Fisherman. Ok, thì trong thời gian offline mình đã làm rất là nhiều công việc luôn. Mình đã xây dựng cả hai cái vườn là African và Perry nha các bạn. Đây là cái vườn African của mình. Cái vườn này thì nó là 8 cái African thôi, nhân với 7 nữa. 7 loại. Rồi, bên đây mình cũng có trồng thêm rất là nhiều African. Đó, nói chung là mình chia làm 3, tổng cộng là 20 African mỗi loại nha. Con Zizagin này thì giết nó mới được, cho mình một xương nè, quá là tuyệt vời luôn. Và chúng ta qua bên đây, đi qua bên này, nó có cái cổng để đi vào nha các bạn. Và mình cũng có chế tạo một cái Wellmer Pell. Cái này thì nếu như các bạn đã xem mình từ trước thì sẽ biết công dụng. Đó, công thức của nó là như thế này: 3 cái cục xương, 1 cái water bucket và 3 cục sắt. Thì công dụng của cái bình tưới nước này là như thế này đây các bạn. Nó sẽ tăng năng suất của mấy trái African nè, cũng như là mấy trái Perry luôn. Quá là tuyệt vời. Chúng ta có thể thu hoạch và cho nó thêm một cái đợt nữa. Quá đã luôn. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành thu hoạch hết tất cả các cái số African trong vườn nha. Rất là nhiều luôn. Rồi. Quá đã, quá đã. Màu đen nè. Và cái trái màu xanh nữa. Ok. Trái màu vàng chín rồi nè. Mình sẽ kiếm mấy trái nào chín mình hái bớt. Rồi, bên đây một trái màu vàng nữa. Rồi, coi như là xong rồi. Mình sẽ qua tiếp cái mảnh vườn thứ hai. Mình vứt cái thư này cái đã. Vứt mày đi nè. Đây là mảnh vườn thứ hai của mình. Mình đã tính toán hết tất cả sao cho 7 loại African mà mỗi loại có được 20 cây. Như vậy một lần thu hoạch mình sẽ có 20 cây, quá đã luôn. Bây giờ mình sẽ tiến hành tưới nước cho nó. Tưới nước nó sẽ tăng năng suất ngay các bạn ơi. Chính xác là tăng cái độ chín của quả đó. Nó sẽ mọc ra quả mới nữa nè. Quá tuyệt vời luôn. Rồi, có cái nào chín không? Bên đây nó có cái cửa. Ok. Và mình sẽ qua cái khu vườn thứ ba. Vườn này là vườn rộng nhất của anh luôn. Đó, quá tuyệt vời. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành hái mấy cái trái African. Quá chừng quá đất luôn. Thời gian offline cũng khá là lâu nên mình làm cũng khá là nhiều công việc. Nên cái gì các bạn đừng có thắc mắc nha. Ok. Và trong khi offline mình cũng có đào thêm gần nửa tắc sắt. Nó cũng không có nhiều là mấy, nhưng mà cũng giúp cho mình phần nào. Ok, thì bây giờ mình tiếp tục tưới nước cho nó cái đã. Đó, quá chừng quá đất luôn. Trời ơi. Rồi, lại thu hoạch thêm nữa. Quá tuyệt vời. Rồi, và 4 cây cuối cùng. Rồi, xong rồi đó. Mình sẽ gom hết tất cả cái số African trong đây và đem đi nấu nha các bạn. Tập hôm nay chúng ta sẽ tiến hành chế tạo các cái quả cầu. Đây là số sắt của mình đây. Tổng số sắt mà mình đem ra nấu đây nè. Quá chừng luôn. Rồi, nấu stream. Cho nó nấu, tiếp tục cho nó nấu. Bên đây nữa nè. Màu hồng. Chỗ này có cây màu đỏ nè. Đó. Màu trắng rồi. Mình sẽ chờ một trái màu trắng nữa. Rồi. Ok. Giờ mình sẽ tiến hành đi vào nhà chế tạo thôi nha các bạn. Thì ở đây mình sẽ tiến hành chế tạo trước một cái anvil của cái mod Pixelmon. Đây là cái dê nha các bạn. Cái đê đó, anvil. Này dùng để đập mấy cái aluminum thành aluminum plate nè. Đọc muốn lẹo lưỡi luôn. Ok, dọn dẹp đồ cái đã. Quá chừng quá đất đồ đạc luôn nè. Ở đây mình sẽ search công thức của cái PC. Cái PC nó sẽ cần redstone lem. Trời ơi, mình chưa có glowstone. Không được rồi. Chắc mình sẽ chế tạo cái khác đi. Mechanical anvil. Mình sẽ cần cái anvil tự động này. Nó sẽ cần mấy cái sticky piston. Và phải cần slam bond. Trời ơi. Ok. Bây giờ chắc mình sẽ đi qua cái vùng plan để mà kiếm slam bond mới được. Nhưng mà
Để mình cho các bạn tham quan cái vườn Perry trước đã. Ồ, có con Plus đây nè. Giết con Plus. Bóng điện đỏ. Plus. Chết mà nha con. Nó cho mình Magnet và Redstone nè. Quá xịn luôn. Ok. Rồi, đây là khu vườn mình dùng để trồng Perry nha các bạn. Và mình có chia làm hai. Đó, chính giữa thì mình để một cái đường nước. Nó khác cái khu vườn ở season trước của mình. À, và season này là season của Bitsimon Reforged 3.0. Nó rất là nhiều cái sự thú vị mới lạ mà các tác giả đã đưa vào luôn. Đó. Hy vọng các bạn sẽ cùng mình đồng hành suốt cái cuộc hành trình này nha. Ok. Đó, mình cũng cho mấy cái này tưới nước luôn. Khi mà tưới nước thì nó sẽ lên mấy cái sáng sáng nè. Đó. Đó, quá đã luôn. Ok, ngon nha. Rồi, tiếp tục tưới nước cho cái 1/2 khu vườn còn lại. Ok. Trời ơi. Cái này là mình có dùng cái cây cuốc để mà cuốc ra như thế này luôn. Nó sẽ tăng được cái hiệu suất của mấy cái cây berry này. Chúng ta có thể thu hoạch một lần được 9 quả berry. Đó, 9 quả trở xuống nha các bạn. Quá đã luôn. Ok, thế là xong rồi. Quá xịn. À, như tập trước có nhiều bạn hỏi mình là công dụng của Perry. Thì để mình sẽ trả lời luôn. Đó. Ở đây chúng ta có thể dùng hai cái lệnh, đó chính là EVS1. Nếu mà các bạn cài cái gói mod của mình á, thì có thể sử dụng đó. Và lệnh EVS. Đó. Một là cái số Pokemon của mình á. Mình thì đang có một con à, mình để số 1 thôi. Nếu mà bạn muốn chọn cái slot thứ hai thì chọn số 2 thôi. Đó. Rồi. Mấy cái điểm này thì các bạn có thể cộng trừ nhân chia sao cho mà nó hợp lý nhất. Nói chung là 4 điểm EVS sẽ là một cái thuộc tính của Pokemon nha các bạn. Đó. Bạn nào không hiểu thì có thể xem lại season trước của mình, hoặc có thể là đón xem trong những tập kế tiếp nha. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành qua bên đây và tiêu diệt những cái con mà rớt ra Slam Ball nha. Bên đây có con boss nè, Cosfit. Hình như là con tôm thì phải. Đây. Con tôm càng bự. Ui, nó mạnh quá các bạn ơi. Thôi, không chơi ở đâu. Nó hệ nước luôn. Có con Solosith rồi nè. Ok. Solosith. Để mình qua mình xử nó cái đã. Rồi con này cấp 24 hả? Trời ơi mày luôn. Ui, nó có vẻ yếu các bạn ơi. Ui, nó hồi máu nè. Ghê vậy. Đừng hồi máu nữa nha. Ok. Đó, như vậy mới tốt chứ. What? Nó làm một hit cái con Soracat của mình đi luôn. Mình sẽ trả thù nó. Five fan trước nè. Rồi. Cỡ lên, cỡ lên. Nó có vẻ khá mạnh các bạn. Ồ, nó làm cái gì mình kìa. Chết mày đi con. Ok, chúng ta đã có được hai cái Slam Ball đầu tiên rồi. Quá tuyệt nha. Bên đây lại có thêm một con Solosith tiếp tục nè. Mình sẽ qua giết nó để mà lấy thêm Slam Ball. Đây, nó ở đây rồi. Chết mày nha con. À da, quăng hụt rồi. Mày nè. Solosith hả? Một hit nó đi luôn. Rồi. Ba cục Slam Ball rồi. Venonat. Venonat. Dứt mày luôn nè Venonat. Ok, cho mình chỉ nè, quá xịn luôn. Thêm một con Solosith nữa. Rồi. Để mình đi qua bên đây. Dứt cái con Solosith này mới được. Solosith. Trời ơi. Sao mà chạy vòng vòng vậy? À, giờ nó không đánh lại mình. Rồi, mày chết chắc rồi rồi. Mày nè con. Ui, nó bị cháy luôn kìa. Emperor mày nè. Rồi. Chana, chúng ta lại có thêm được hai cục nữa. Bên đây có con Yanma nè. Yanma. Yanma nó có rớt cái Slam Ball không mà mình tìm vậy ta. Để mình đánh lên thử nha các bạn. Yanma. Nó rớt mắt nhện. Trời ơi. Tiếp tục lại là mấy con Yanma nữa nè. Yanma. Dứt nó thôi các bạn ơi. Yanma nè.
Ây da, đâu rồi? Tự nhiên cái cam của mình nó quay vào trong cái cây à. Ok, và đây có cái poker chest nè, chúng ta hãy qua lấy coi thử được cái quyển bí kíp gì không. Được bí kíp thì chúng ta có thể đem đi bán lấy tiền. Ồ, Whopper hả? Whopper nè con. Trời ơi, Whopper nè. Hồi ơi, một hit nó chết luôn. Hai hit chứ. Ồ, Yanma. Tiếp tục lại là Yanma các bạn ơi. Ok, Yanma. Chúng ta lại tiếp tục thôi. Cấp 25 có vẻ khá là yếu ha. Dính một cái chiêu Fire Fan của mình là mất hết, gần hết máu luôn kìa. Ô, con gì đây? Odis. Trời ơi, con hệ cỏ mà nó láo nha. Mày hệ cỏ sao mày chơi lại hệ lửa ta? Ui, nó bút xấu với mình nè. Mày láo hả mày? Ây da, nó ru ngủ mình rồi. Nhưng mà nó sẽ bị cháy chết thôi. Cho mình mấy cái Beetroot nữa chứ. Ô, Rimmer, Rimmer. Con này được các bạn ơi. Rimer hay là Rimmer gì đó. Chúng ta hãy cùng qua xem thử nó như thế nào đây. Ồ, nó là con này, con bùn. Trời ơi, như cấp 2 của nó là mất nè. Ok, Mimer. Mày nè con. Ồ, một cục Slam Ball nữa. 6 cục rồi. Quá xịn. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục. Ồ, có một con Cosfin ở đây các bạn. Cosfin, con này nó cũng rớt Slam Ball nữa. Rồi, và đây. Ồ, trời trời trời. Láo hả mày? Cái con vẹt này. À, mình đã đủ đủ số Slam Ball rồi. Quá xịn, quá xịn luôn. Ok, để mình đi lấy thêm mấy cái poker chest nữa rồi chúng ta sẽ quay trở về nhà và tiếp tục chế tạo nha. Ồ, được một quyển bí kíp nè. Bên đây có một cái poker chest nữa. Để mình lấy nốt cái này xong chúng ta sẽ quay trở về nha các bạn. Poker chest. Đâu rồi? Ủa? À, nó bên đây. Bang. Ồ, quá xịn luôn. Ok, trở về nào thôi. Trở về thôi nào. Ngủ một phát cái đã. Đây, xịn nhen. Rồi, chúng ta sẽ đi vào bán hai quyển bí kíp kia đã. Hồi 1.250 một quyển bí kíp. Trời, bán mắc quá. Thôi mình không mua đâu. Bon nó bán mắc quá chừng luôn. Rồi, chúng ta sẽ đi chế tạo thôi các bạn ơi. Tiến hành chế tạo. Có vẻ như mình đã thiếu đá rồi. Trời ơi, thiếu đá rồi. Chắc phải ra đào thêm một mớ đá đi. Thiếu đá rồi. Ok, ba chát hả? Chơi mình luôn ba chát. học được chiêu bay nè, mình sẽ thay bằng chiêu grab nha. Chơi Red African quá xịn. Ok, ngon trim rồi. Con Ghastly nó ở đây luôn hả? Ghastly. May nè con. Buổi sáng mà nó cũng xuất hiện luôn các bạn ơi. Cho mày chưa. Mình thiếu đá và thiếu redstone nè. Chắc mình sẽ qua đây và giết mấy con Pokemon hệ điện đi. Mấy con Electrike này không biết có rớt redstone hay không nữa. Nó rớt redstone luôn nè. Rớt hai cục redstone luôn, quá xịn. Ok, mình sẽ search tên của nó nha các bạn. Có con ngựa nè. Thôi, không đánh mấy con ngựa nữa đâu. Ui, được cái gì đâu không à? Có gì hot nữa không? Rồi, mình sẽ search tên nha. Electrize. Ok, đó, search tên nó. Mình chắc search luôn cái mấy con Blood và Minun quá. Minun và Blood. Hai con luôn kìa. Quá xịn. Có con Blood đây rồi.
chơi nó thôi. Lết hả mày? Lết nè. Lết nè, con lết này có vẻ bự các bạn ơi. Một cục redstone. Rồi, 8 cục rồi, còn 2 cục nữa chúng ta đủ. Ôi, con Raticate này bự quá ta. Chơi mày luôn nè. Raticate. Rồi một lần nữa. Ok, một stack iron bar hy vọng là đủ. Rồi bây giờ chúng ta lại quay trở về với công việc đào đá tiếp tục. Chỗ này đào cũng được nè, mình sẽ đào chỗ này luôn. Ok nha. Chọn cái này cho sạch sẽ ra. Chúng ta sẽ tiến hành mở rộng lãnh thổ bằng cách phá cái bức tường đá này đi. Ok, tiến hành đào đá thôi các bạn ơi. Rồi 2 cục nữa. Rồi ok, mình đã đào xong rồi nha các bạn, rất là nhiều đá luôn. Đây làm thêm 2 cái furnace nữa nè, 2 cái lò nữa. Chúng ta sẽ tiếp tục chế tạo thêm 9 cái piston nữa thôi đó. Rồi mình sẽ nâng cấp nó lên sticky piston. Rồi và cuối cùng là mechanical anvil. Thiếu hả trời, thiếu một cái nữa. Rồi đủ rồi, 10 cái mechanical anvil. Cuối cùng chúng ta có thể đỡ cực hơn khi mà mấy cái anvil nó tự đập, mình sẽ không phải
đứng đập mỏi tay nữa. Trời ơi, thì chúng ta chỉ cần than thôi, bỏ than và đế cầu vào là nó sẽ tự động đập cho chúng ta. Rồi để mình kiếm cái chỗ nào đẹp đẹp để mấy cái mechanical anvil này cái đã. Chỗ này được không ta? Kỳ quá không ta? Thôi để đi ra ngoài để đi các bạn. Chỗ này được không? Em để trong nhà này ta. Trong nhà này cũng không được luôn. Thôi chắc mình sẽ để chỗ này đi. Chỗ này cũng được đó. Ok, mình sẽ tiến hành để chỗ này. 1, 2, 3, 4 và rồi, bên đây tiếp tục đi. Rồi, hai cái nữa. Bên cửa đây và bên cửa bên đây. Ok, bây giờ mình sẽ trích cái số thang này ra. Chúng ta sẽ tiến hành trích thang ra để mà chuyển vào mấy cái mechanical anvil mới được. Mình quên mất. Quá chừng African hồi nãy mình cho nấu đấy các bạn. Trời ơi, sướng nha. African quá chừng luôn. Rồi, bây giờ mình mới nhận ra cái tình trạng là thiếu than trầm trọng. Chứ chúng ta nên đầu tư một cái hố lava hay cái gì đó đi. Than nó thiếu quá rồi. Ok. Đây. Còn mấy trái African nào nữa không ta? Sắt nè. Sắt. Đây, một trái African. Còn cái gì nữa không ta? Mình sẽ đi cho nấu cái trái này đi. Rồi, vậy là hết rồi đó. Ok, sẽ chi cái số than này vào đây hết. Chị về nấu cho nó tiện. 5 lò. Ok, chia thành 5 lò tiếp tục. Rồi, và cái lò cuối cùng. Thôi mình đập cái này đi đi. Mình nghĩ là nên để chỗ góc này nó sẽ đẹp hơn. Đó. Ok, bên đây. Tiếp tục. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ nên làm một cái crafting table không ta? Chắc mình làm một cái crafting table để đem ra ngoài. Ê, cái sữa gỗ của tôi. Ê. Loạn quá vậy. Rồi, lấy 4 cục gỗ ra. Làm một cái bàn chế tạo nha các bạn. Đó, để đuốc về cho nó sáng. Chúng ta sẽ hoạt động về vào buổi tối luôn. Đêm nay chúng ta sẽ không ngủ. Đó, crafting table. Rồi. Tới giờ chúng ta sẽ tiến hành chế tạo. Rồi. Cái số đế cầu này mình sẽ chia ra làm 5 cho 5 cái mechanical anvil bên đây đập trước. Rồi, chia ra cho tụi nó đập thôi. Quá xịn, quá xịn. Đó, tự đập hết. Mình không cần phải làm gì hết. Rồi, bây giờ mình sẽ search mấy cái quả cầu nha các bạn. Đây là những cái bonus. Cái phần trên của các cầu đó. Ultra, mình tạo được 31. Thôi, không tạo đâu. Dust Bone, mình sẽ tiến hành tạo. Chắc tầm 30 thôi. 30 cái Dust Bone. Đây. Timer Bone, cái này thì sẽ còn rất là nhiều đây. Nghĩ nên một sắc luôn đi. Rồi, quá xịn. Die Bone, chắc cũng tầm 30 đi. Đâu nữa không? Safari Bone. Ok, mình sẽ chế tạo trước đi. Mình thì chưa đủ sắt để làm full cái bộ đế cầu. Liverbone, cái này còn rất là nhiều đây. Đó. 50 là đủ rồi. Pokeball. Thôi, không làm đâu. Làm thêm Dustball đi. Dieball. Fastball. Fastball cũng được nè. Ok, 27 cái fastball. Heavy ball. Còn cái gì nữa không ta? Làm thêm dustball đi. Để mình kiểm tra hết cái đã.
Diamond. Ồ, được ba cái diamond à. Lớp bon, nhưng mình thì còn thiếu lớp bon nữa. Rồi. Làm tầm một stack lớp bon đi. Ok. Rồi, đủ rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành cho mấy cái này nó đập nha các bạn. Ủa, sao bên đây không có than? Ồ. À, mình để cái lò bên đây. Hết hồn. Rồi, tiến hành cho nó đập. Cho nó đập. Quá chừng đế cầu luôn. Rồi. Mình sẽ cất mấy cái application đã nấu chín vào trong đây. Đây là cái số application mà mình dư đó. Rồi. Ổn rồi. Cất mấy cái này lại. Fastball. Rồi, còn rất là nhiều đế cầu cần phải đập luôn. Trời ơi. Quá chừng quá đất luôn. Và đây chắc mình sẽ tiếp tục với công việc đầu đá tiếp nha các bạn. Mình sẽ cần tạo mấy cái nút nữa nè. Ok. Và cái đế cầu cuối cùng đã nấu xong rồi. À, bên đây còn hai cái nữa nè. Rồi, mình đã cho nó nấu xong rất là nhiều cầu luôn nè. Đầu tiên mình sẽ cho mấy cái liverbone trước đã. Tiếp theo là Tamerborn. Rồi hình như mình không có đủ đế rồi. Trời ơi. Rồi. Và còn lại mình sẽ cho nó làm Dustborn nữa. Quá xịn luôn. Đó, chúng ta còn dư rất là nhiều cái phần trên của mấy quả cầu nè. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tạm xuất phát với cuộc hành trình gồm 3 loại cầu, à 4 loại cầu, có thêm một quả moon ball hồi đợt mình lượm nữa chứ. Ok. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành bắt đầu cuộc hành trình thôi. Oh. Her dear. Dứt con này luôn nha các bạn. Con này mình có nên thu phục nó không ta? Nó cũng hệ lửa đúng không? Hệ lửa hay sao mình không nhớ nữa. Rồi, giết nó đi. Không nên thu phục. Rồi. Ô, con mèo này. Kiếm chuyện với con mèo, mèo đòi hỏi tiền này. Mình sẽ sắp xếp mấy cái cầu lên trên cùng đi. Đó. Rồi, xong rồi. Tiến hành phiêu lưu thôi các bạn ơi. Oh, Hordeo, lại là nó nữa nè. Hordeo hả mày? À dạ, nó còn chấm máu kìa. Còn có một xíu máu nè. Rồi. Cho mình mấy cục xương nữa cũng được. Xương mình cũng khá là cần đó. Rồi, bây giờ mình sẽ search tên của mấy em Charizard, Blastoise đó. Cũng như là Venusaur. Search hết tên của tụi nó luôn. Ồ, Rattata hả? May đây con Rattata nè. Ui, cho mình thịt 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 thối. Thịt thối. Trời ơi. Ok. Ồ, mình đang phiêu lưu thì gặp được em này nha các bạn. Ây da. Harizama hả? Wow. Tên đậm chất Nhật Bản vậy. Wow. Nhìn như mấy ông sumo bên Nhật Bản nha. Mình sẽ cố thu phục. Cố thu phục nó thôi các bạn ơi. Hy vọng một một quả này sẽ thành công vì mấy con Torakat của mình nó thấp máu rồi. Liverburn, cố lên. Liverburn. Yes, ok. Chúng ta đã có được em Pokemon thứ hai rồi nha các bạn. Quá xịn luôn. Ồ, kích thước nó heal hả? Cộng defense nhưng mà trừ special defense. À, 4 skill được gây sát thương hết. 3 skill hệ đánh. Con này thuộc hệ đánh nha. Wow, thiệt là bự. Giống võ sĩ sumo vậy. Ồ, bên đây có con Machoke nữa nè. Dứt thử con Machoke này các bạn. Anh đây sử dụng skill này thử. Ồ, nó boost xấu cho mình kìa. Ồ, skill này nó rút máu nè các bạn. Ồ, nó giống Greninja vậy. Ơi cao nha, phải dứt điểm con này luôn để nó dám hành hạ con võ sĩ sumo của mình. Ok,
Bên đây có con chim gì nè, nhìn nó đẹp nha. Con này nhìn quen quen lắm. Ok, chúng ta sẽ cùng coi thử nó là con gì nào. Hình như con này hình không bay được nè. Nó mà cởi 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 được thì mình thu phục nó rồi. Đây là con Honlucha. May nè con. Ây da. Ui, ôi trâu thế nhờ. Khó chơi đây. Không biết có nên thu phục nó không ta. Và chúng ta sẽ đánh thử coi nó ra sao. Con này có vẻ yếu các bạn à. Nãy giờ nó không phản đam cái con Soracat của mình luôn. Ui, nó yếu vãi. Dứt mày luôn nè con. Mày nè. Cho mình hai cộng long và hai quả trứng. Rồi, không có cần mấy cái đó đâu. Ok. Chúng ta lại tiếp tục với cuộc hành trình thôi các bạn ơi. Một cái heo khác hả? Bên đây mới có mấy con Poliwag nè. Còn gì đây? Starly đúng không? Rillaboom hả? Thôi. Không có con gì biết bay nha. Ở đây lại một con Rillaboom nữa nè. Nhìn rất là thật ha. Quá xịn luôn. Bản cập nhật này coi bộ khá là ngon đó. Trời, nó bắt đầu tối rồi các bạn ơi. Trời tối chúng ta phải đối diện với cái cảnh mịt mù hết. Mình đang xài shader á, shader extreme luôn, shader mạnh nhất luôn á. Rồi để mình tìm tên của mấy con Tyranitar nè, Vulpista và Lavista luôn đó. Tìm tên của nó hết. Có con sức cồ nè. Dứt mày luôn nha con. Tưởng mày sức cồ là ngon hả mày? Sức cồ nè. Ui, nó bút xấu. Con này láo nha. Phun lửa cho nó sợ. Phun lửa tiếp cho nó sợ. Ui, chơi mà hồi máu. Ui, cái gì vậy, cái gì vậy? Nó rút máu mình hay cái gì vậy các bạn? Ghê vậy. Hiệu ứng skill cực kỳ đẹp luôn. Quá đã. Ôi, ui, nó rút máu mình. Ghê 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 ghê. Nguy hiểm, nguy hiểm. Mày lần này là chết chắc rồi, sống sao mà nổi. Nè, lên cấp rồi các bạn ơi. Nó cho mình cái school nè. Mấy cái hộp mà của mấy con ở dưới DN á. La Vita đi rồi. Cấp 5. Lâm mày luôn. Lâm nó luôn bằng Liverpool nha các bạn. Liverpool. 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 Thôi đọc Liverpool đi. Thành công rồi. Nó trừ special attack nhưng mà cộng defense. Con này kích thước heal. Kích thước khổng lồ. Con này dễ. Muốn đấu với tôi hả? Reaper. Reaper. Úi. Hiệu ứng kia skill thiệt là đẹp luôn. Nhưng mà nó cũng phải chết với tay mình thôi. Bên đây còn có một con Lavista khác nè. Mình sẽ xem level nó. Con này được level 24. 24. Lẩm mày luôn nha con. Lượm con này để mình cố tiến hóa lên con Bubista cái đã. Còn cái con Tyranitar thì còn xa. Mấy con này nó đòi hỏi level cao nó mới tiến hóa luôn. Rồi, bắt được rồi. Lượm nó luôn bằng Dustburn. Cố lên. Dustburn. Và có vẻ thành công rồi đó. Quá tuyệt vời luôn. Chúng ta đã bắt thêm được một em Lavista nữa. Và con này là cái nha các bạn. Lavista cái. Cũng trừ special attack. Nhưng mà cộng special defense và skill nó cực kỳ ngon luôn. Có thrash luôn. Thrash. Quá tuyệt vời. Cũng được thôi. Rồi. Ok. Nói chung thì cũng được. Rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình thôi. Có con A Aeson nè các bạn. Epson nè. Epson.
chức mà những con. Con này yếu quá vậy, cấp 14 thôi, lẩm mày luôn. Epson rồi, Liverpool có làm được xong nhiệm vụ hay không? Trời ơi, cấp 14 mà Liverpool vẫn không ăn thua. Dustbone thì sao? Ôi, Dustbone không được rồi. Dustbone phát nữa nào. Cố lên, cố lên. thành công rồi các bạn ơi. Ôi, nó nhanh quá. Ở con này cộng special attack nhưng mà trừ attack cũng được. Thì mình sẽ né mấy skill physical ra, sử dụng mấy skill special thôi. Aeson, con này cưới được. Ngon, 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 ngon. Quá xịn, quá xịn. Ôi, con này gì đây? Muốn thách đấu tôi hả? Có cái Thunderstone Shark nè, một cái mảnh của Thunderstone. Claire Fairy. Cái con này chạy đảo các bạn ơi, quá tuyệt vời luôn. Còn gì băng nữa, trời ơi. Con này chạy xuống nha, để mình thử thử nó bơi dưới nước được không. Thử phát nào. Nó bơi vẫn được. Xịn quá các bạn ơi. Phải như vậy chứ. Ok, đã có được 5 em gomon rồi, chính xác là 4 loại thôi. Giờ mình sẽ tiếp tục với cuộc hành trình nữa nha. Ok. Bitgetto hả? Mình đang dùng cái con Epson để mà bơi dưới nước các bạn. Rồi, cố gắng lên. Bitgiosto. Yes, thành công liền. Quá xinh. Phải như vậy chứ. Ok. Rồi, sẽ tiến hành bơi lên mặt nước để test xem cái em Bitgiosto này nó có cho mình cởi không. Rồi, con Aeson của mình đâu rồi? Mình phải dùng con Aeson để mà đi cho nó nhanh các bạn ơi. Nhưng mà băng quả cầu như thế này nó sẽ chìm xuống nước mất. Rồi, cố lên, cố lên, cố lên. Ok, lặn xuống luôn nào. Rồi, chơi luôn. Dùng nó di chuyển dưới nước cực kỳ đã luôn các bạn ơi. Quá xịn luôn. Di thì còn di băng nữa. Rồi, để mình thử xem. Con này không cởi được các bạn ơi. Trời ơi, buồn quá. Trời ơi. Bây giờ mình sẽ thu phục thêm một em Pokemon loại thứ 6 nha các bạn. Chính xác là combo thứ Pokemon thứ 7 nhưng mà loại 6 thôi. Ok. Con này còn cái con chim đẹp đẹp hôm bữa mình nói nè. Wow. Nhìn nó xịn nha. Chơi luôn. Con này cấp cũng khá là cao ha. Nhưng mà Toracat mình cấp 27 rồi nè. Trời ơi, liền nó giờ lên được cấp 27 luôn. Quá xịn. Rồi, cố lên, cố lên. Ok, như vậy được rồi. Mình sẽ dùng Chip Away. Mày nè con. Chip Away phát nữa. Mày nè. Rồi, còn xíu máu rồi. Cố gắng lên. Thu phục con này nữa thôi là chúng ta sẽ có thể xong được cái cuộc hành trình ngày hôm nay rồi. Muốn bơn. Ây ơi, chưa được một giây nữa. Sẽ đổi qua con khác. Liverpool thử nào. Cấp 30 mấy là nó Liverpool không có tác dụng rồi. Dưới cấp 25 nó mới tác dụng thôi. Trời ơi. Chúng ta sẽ dùng thử Dustbone xem nào. Dustbone. Mà phải buổi tối Dustbone nó có hiệu quả cơ. Bây giờ thì không biết sao. Không có hiệu quả rồi. Tamerbone. Cố lên, cố lên. Tamerbone. Và lần này, yes, em Pokemon thứ 7 của chúng ta cuối cùng cũng đã thu phục được rồi. Quá xinh. Ok, để mình lấy cái Master Chest ở trong đây luôn. Mình thử có may mắn được Master Ball không. Ta-da. Ôi,
Trời, mình tưởng win skill mà được cái này thôi, không kệ. Ok, ngày hôm nay là quá tuyệt vời rồi. Thì cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu thấy hay đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming và nhớ ấn chia sẻ video để ủng hộ mình thật nhiều nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.